Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư cũng vừa ký quyết định số 3233 về việc phê duyệt bản đồ ngập Lục dùng hạ du công trình hồ chứa nước Thanh Long địa điểm tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo quyết định phê duyệt bản đồ ngập Lục dùng hạ du đập hồ chứa nước Thanh Long thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang và công ty cổ phần tư vấn và phát triển kỹ thuật tài nguyên nước lập với các nội dung chủ yếu như sau phạm vi bản đồ ngập lụt dùng hạ du đập hồ chứa nước thanh long thuộc xã an hảo quyền tịnh biên xuất phát từ công trình đầu mối chạy dọc theo suối thanh long và đổ vào kênh k 15 thuộc địa phận ấp tân lợi xã an hảo quyền tịnh biên tổng chiều dài suối vào khoảng 6,47 km tổng diện tích tự nhiên của xã là 53,43 km dùng. mức độ ngập của dùng hạ du đập khi công trình xả nước theo quy trình xả lũ trong tình huống khẩn cấp và dở đập ứng với bốn kịch bản trong đó gồm xả lũ trong điều kiện vận hành hồ chứa xả lũ chủ động kịch bản lũ 5% xả lũ chủ động lũ đến hồ chứa nước thanh long là lũ tần suất 5% tràn làm việc bình thường các lưu vực khác sẽ ra lũ 5% mưa hạ du ứng với tần suất 5%. Kịch bản lũ 1,5%, xả lũ chủ động, lũ đến hồ chứa nước Thanh Long là lũ thiết kế 1,5%, tràn làm việc bình thường. Các lưu vực khác sẽ ra lũ 1,5%, mưa hạ du ứng với tần suất 1,5%. Kịch bản xả lũ 0,5%, xả lũ chủ động, lũ đến hồ chứa nước Thanh Long là lũ kiểm tra 0,5%, tràn làm việc bình thường. Các lưu vực khác xảy ra lũ 0,5%, mưa hạ du ứng với tần suất 0,5%. Sự cố về đập, kịch bản dở đập lũ 0,5%. Lũ đến hồ chứa nước Thanh Long là lũ kiểm tra 0,5%, tràn làm việc bình thường, đập bị dở. Các lưu vực khác xảy ra lũ 0,5%, mưa hạ du ứng với tần suất 0,5%. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo bản đồ ngập lục được phê duyệt và theo đúng quy định tại nghị định số 114 trên NDCB ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập hồ chứa nước, đồng thời triển khai các biện pháp an toàn cho đập và dùng hạ du, chịu trách nhiệm và tính chính xác của số liệu, dữ liệu và bản đồ ngập lục dùng hạ du đập trình phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát và hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên khai thác thu lợi an giang trong quá trình thực hiện phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo bản đồ ngập lụt được phê duyệt theo quy định chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định bản đồ ngập lụt dùng hạ du công trình hồ chứa nước thanh long thuộc xã an hảo quyền tịnh biên tỉnh an giang